Nhắc đến core chắc là tập bụng đầu tiên anh ạ. Tập bụng bằng bài gì? Ví dụ như plank ạ. Plank. Rồi gì nữa? Bird drop ạ. Bird dog. Ok. Rồi gì nữa? Cả mấy bài mà kiểu như là không biết back extension nó có thuộc trong đấy không nhỉ anh nhỉ? Back extension cũng được. Ok. Rồi Dung, thí dụ tập core em sẽ tập bài gì? Dạ tập core là theo là tập cả vùng khoang bụng luôn, tất cả cái vùng khoang bụng của mình luôn là theo cái chiều mà giống như hôm bữa vẫn là tập động tác theo chiều dọc và theo chiều ngang luôn á, Thì nhưng mà là em sẽ dùng bài gì để em tập? thường em không bao giờ, các em bị một cái là em không bao giờ tập bụng hết á, em toàn những tập những bài khác, nhưng mà ví dụ khi mà tập những bài khác em sẽ tập trung vô cái phần mà gồng kho nhiều hơn, giống như em hít đất thì em sẽ cố gắng siết mông với lại gồng bụng lại thay vì em chỉ tập trung đẩy thôi, Ok. thì thường nó cũng dẫn tới việc là em có được những cái múi bụng mà em không bao giờ tập bụng hết. Ok. Dũng, cho xin ý kiến. Theo Dũng tập kho là tập bài gì? Hello. Tập kho. Cái chữ kho này bản thân nhìn nó đã có nghĩa rồi, kho phần trọng tâm. Giống như gõ từ kho trên Google nó sẽ nhảy ra đầu tiên là cái kho, cái hình trái đất này nè. Kho của trái đất, cái quan trọng nhất sinh nhiệt và tạo trọng lực. Thì cái kho của cơ thể nó cũng vậy thôi, nó đều cũng là cái phần quan trọng nhất. Để là kiểu cái nơi phát lực, cái nơi giữ ổn định mọi thứ cho toàn bộ cơ thể. Thì khi tập kho chúng ta phải chú ý vô cái phần stabilization, là cái phần giữ ổn định cho phần core. Nó tương ứng với việc mình xây nhà thì mình phải xây cái nền trước, mình phải xây cái nền móng trước. Tại vì nếu cái nền móng không có chắc thì nó sẽ bị lệch, nó sẽ bị lệch, bị nghiêng, bị ngã, bị sụp, bị nứt gì đó. Nên hồi xưa lúc mà anh mới tập á, người ta không có chỉ tập lăng mà không có chỉ tập mấy bài bếp đó, mà mới vào cho tập gập bụng rồi cho tập đu lên xà đá chân, gọi là leg raise á, hoặc là mấy bài twist hoặc mấy bài bending, cầm tạ nghiêng hai bên vậy nè. Thì cái đó giống như cái việc là xây nhà mà không có móng vậy, đến thời gian nó sẽ bị đau lưng, nó tại vì cái phần cốt lõi bên trong á, nó không có đủ chắc, cái file cái cơ tận bên sau bên trong để giữ ổn định á, nó chưa có chắc, mà mình đã lo tập mấy cái cơ bên ngoài. Đồng ý là tập những cái cơ kiểu như vậy nó vẫn giúp xây cơ, nhìn vẫn có sáu múi, vẫn có cơ bụng này kia nọ, nhưng nó mang lại một cái là bị đau lưng. Ở thời gian đầu hồi xưa lúc mà anh tập năm khoảng 2012 2011 đó, là người ta hầu hết tập kiểu như vậy. Giờ muốn tập bụng không thì vô gặp bụng, nó muốn tập gì thì tập vô đúng cái cơ đó thì như vậy, chứ chưa có biết khái niệm tập kho là gì. Cho đến khi anh học cái NSM này xong thì tốn khá nhiều thời gian, giống như tự mò hơi bị lâu mới biết được kho là cái gì, mới học cái kho. Rồi thì cái kho là cái gì? Ở đây có cái hai cái hình minh họa, mặt trước mặt sau, là từ vùng dưới ngực cho đến hết phần cơ mông, mặt trước và mặt sau, gồm cả chiều phía trước hai bên và phía sau. Thì ở đây các bạn có thể thấy thì cơ mông cũng là một phần của phần core, chứ không phải chỉ có cái cơ bụng không. Đó thì mình lưu ý ha. Nên nó dẫn đến cái việc là cơ mông yếu cũng là cái core yếu, dẫn đến nó sẽ phải bù trừ chuyển động. Rồi. Vậy theo theo du tập core tốt thì nó sẽ giúp được cái gì? Dạ theo em thì tập core tốt thì trước nhất đó là mình sẽ thực hiện tất cả những bài tập khác an toàn hơn tại vì nó chắc. Thứ hai là nó tạo ra sự đồng đều, ví dụ như squat mà core mình không vững á, thường là thanh tạ nó sẽ bị nghiêng qua bên, do một chân khỏe hơn và một chân yếu hơn, nhưng mà core tốt thì em tin là nó sẽ thăng bằng hơn. Với lại khi mà mình tập core tốt thì mình cũng phát lực được, nó cứng hơn nữa, nó mạnh hơn nữa, đó Okay. là theo em là ba ý đó. Lee còn nhớ cái mà land tension relationship với lại for couple không? Nhớ mấy khái niệm đó không?
Không mà anh. Length tension relationship tức là chiều dài tối ưu của sợi cơ, khi nó ở đúng cái chiều dài của nó thì nó sẽ phát lực được tốt nhất. Trong cái bài trong cái bài flexibility mình đã có học, tức là mọi sợi cơ luôn có một cái chiều dài tối ưu để nó phát lực. Rồi tiếp theo là cái force couple relationship, thì cái đó là gì? Khi một chuyển động thực hiện luôn có hai cơ hoặc nhiều cơ đối xứng cùng thực hiện co duỗi chung với nhau để tạo ra lực, và gọi là co và duỗi cùng một lúc để tạo nên chuyển động tối ưu nhất có thể, thì đó gọi là force couple, tức là hai cái nhiều cái nhóm cơ hoạt động phối hợp với nhau cùng một lúc. Thì nếu như cái core nó yếu thì nó sẽ dẫn đến compensate, tức là bù trừ bằng những cái bộ phận khác. Ví dụ như trong động tác squat đi, cơ chính là cơ mông và cơ đùi trước, nhưng nếu cơ mông yếu thì nó sẽ phải mượn cái cơ gọi là cơ đồng vận, ở đây là cơ đùi sau, để nó thực hiện động tác squat. Hoặc là trong lúc chạy bộ, nếu người cơ mông yếu thì họ cũng sẽ phải dùng cơ đùi sau để họ chạy nhiều hơn so với lại là đùi trước và mông. Thì dần dà sẽ dẫn đến trường hợp gì? Một là có thể bị đau đùi sau, đau cơ đùi sau vì nó hoạt động quá tải. Cơ bản nó không phải là cái cơ chủ vận, không phải là cái cơ primary, mà nó chỉ là cơ đồng vận thôi, nó không có phát lực tối ưu nhất. Hoặc là họ sẽ bị đau dây chằng, ngay gối chẳng hạn, hoặc là bị đau lưng dưới là do những cái bù trừ trong chuyển động bằng những cái cơ không phù hợp dẫn đến đó. Thì hôm bữa mình học flexibility, rồi hôm nay học core, tất cả đều để đưa cơ thể về cái trạng thái tối ưu nhất, không có bị bù trừ trong chuyển động. Ok, thì đó là lý do mình cần hiểu core như thế nào và tập nó như thế nào. Rồi tiếp theo, core, nhìn cái hình này thì mình thấy được toàn bộ phần bụng, nhưng thực tế bên trong nó có ba gọi là ba vùng chính. Thì mình sẽ đi từ trong ra ngoài. Phía trong cùng á gọi là local stabilization. Có thể note cái phần này lại ha. Core thì ba mũi tên ra. Cái đầu tiên là local. Local, tiếp theo là global. Global stabilization. Và cái cuối cùng là hệ chuyển động của mình là movement system. Thì hai cái local và global nó đều có thêm cái cụm từ là stabilization, tức có nghĩa nó sẽ cùng chức năng là giữ ổn định. Ok, chỉ riêng cái cuối cùng là nó giữ chức năng vận động là chính. Thì từ chức năng đó nó sẽ dẫn đến là sẽ có những bài tập khác nhau cho nó, chứ giống như để tập cho phần local, global, mình không thể nào dùng bài gập bụng, tại vì nó là cơ ổn định, đúng không? Cơ ổn định tức là không có co duỗi nhiều, mà nó chỉ giữ yên trạng thái isometric thôi. Rồi, vậy đầu tiên cái cơ local stabilization đó, thì nó gồm những cái cơ gì, nó ở đâu? Nó là những cơ trong hình này. Thì nó có nhóm cơ multifidus nè, là những nhóm cơ gắn trực tiếp lên cái cột sống của mình. Nó liên kết trực tiếp lên cột sống để nó giữ ổn định, giữ cho cấu trúc của cột sống thẳng và cong tự nhiên. Rồi tiếp theo là có cái diaphragm. Diaphragm tức là trong tiếng Việt là cơ hoành. Cơ hoành dùng trong chức năng hít thở. Nó là cái cơ mà khi mà mình thở ra là nó sẽ đẩy lên, và hít vô thì nó sẽ ép xuống. Ép xuống, đẩy lên, ép xuống. Rồi tiếp theo là cơ transverse abdominis. Rồi ở dưới phần hông, ở dưới này, thấp dưới cùng này, nó có pelvis floor. Thì các bạn có thể thấy nó nhìn như là một cái hộp kính nè. Kính phía trên, kính ở hai bên và kính ở đây. Thì chút nữa mình sẽ học đến cách mà để gồng core, bracing core. Đó là cái việc mà mình tối ưu được cái áp lực ở trong cái vùng khoang bụng này. Và bên cạnh đó, phía trong của cái cơ transverse này á, nó còn một cái nữa là cơ internal oblique. Nó cũng thuộc cái nhóm local stabilization, là nó hình ngay chỗ cơ vicus mà mấy bạn hay thích tập nè, vicus sessi nè. Ok, đây là vị trí của nhóm cơ local stabilization, nó nằm mắc liền vô mấy cái xương của mình luôn ha. Rồi đây, hồi nãy mình có nói rồi, chức năng hầu hết chứa nhiều sợi cơ loại một. Cơ loại một là cơ gì?
Du có học bài đó chưa? Sợi co giật chậm ạ. Sợi cơ chậm. Sợi cơ chậm thì đặc điểm nó là cái gì? Nó phát lực yếu nhưng mà nó bền ạ. Nó bền, đúng rồi. Nó duy trì được gọi là ổn định và nó không phát lực quá mạnh nhưng mà nó kéo dài liên tục, giống như tư thế mình ngồi, mình có thể ngồi cả ngày và giống như nó mỏi thì ở đâu nó mới cong xuống, nhưng mà không thể nào trong một cái chuyển động nhanh mà mình gập cái người ra sau hoặc là gập nhanh xuống được, thì đó là cái cơ loại một. Nó chứa nhiều trong cái phần local stabilization này và nó có nhiều muscle spindle. Muscle spindle, nhắc lại nó là nhạy cảm với cái gì? Nó nhạy cảm với những cái tín hiệu gì? Giãn quá mức ạ. Khi bị kéo giãn quá mức thì nó sẽ thực hiện chức năng co. Đó là chức năng của những cái receptor gọi là muscle spindle. Khi bị kéo giãn quá mức thì nó sẽ kích hoạt co. Nhưng co ở đây là co nhẹ, co vừa phải để giữ ổn định được cái cột sống, giữ ổn định được cái vùng kho. Và chức năng đây giữ cho không gian giữa các đốt sống này không bị đè nén lên nhau quá nhiều và hạn chế những tác động nào đây ở dưới, hạn chế sự, tức là nó sẽ vẫn có những cái chức năng này như là xoay vặn hoặc là nén hay là kéo giãn, nhưng mà nó sẽ hạn chế cái sự quá mức của cái chuyện đó, giống như là không có vặn quá mức hoặc là bị đè nén quá mức hoặc là bị kéo giãn ra quá mức, nhưng nó vẫn có. Nó có nhưng mà không phải, nên mới nói là không nên tập những cái bài mà xoay quá mức vì cái cột sống mình không có dùng để xoay. Khi mà kiểu khi mình ngồi lâu cái mình bị cứng người đó, mình hay có cái thói quen là đứng lên xoay người vặn người nghe rụp 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 nghe nó đã, nhưng thật ra là nó không tốt. Thay vì đó thì mình nên thực hiện mấy động tác giãn cơ ưỡn người này kia nọ thôi thì nó sẽ ok hơn, tại vì không nên xoay vặn quá mức như vậy. Rồi, và cái này các bạn khi mà nhìn cái hình ở giữa này, cái đốt sống này có thể thấy xương, xương đây, xương đốt sống, còn có gì nữa, có động mạch, tĩnh mạch, mạch máu, nói chung là mạch máu. Và bên cạnh đó còn cái màu vàng này là cái gì? Du, cái màu vàng là gì Du? Màu vàng là gì? Cái màu vàng trong cái hình ở giữa anh. Đúng rồi. Dạ em nghĩ đó là các dây thần kinh. Đúng rồi. Đây là các dây thần kinh. Thì các bạn có thể thấy là dây thần kinh chèn giữa những đốt sống. Nên đó là lý do tại sao khi mà bị thoát vị mình mới bị đau, là do cái đĩa đệm giữa hai cái đốt sống này nè. Nó bị xì ra hoặc là nó bị đè nén trước, nó thậm chí nó chưa xì đi, nó bị đè nén thì cái đĩa đệm bắt đầu chồi ra ngoài khỏi cái vị trí của nó mà nó chạm vào những cái đầu dây thần kinh này, nó chạm vào đầu dây thần kinh này gửi tín hiệu lên não là bị đau. Và nếu mà nó bị chèn ép lâu ngày thì sao, nó sẽ bị viêm. Và bên cạnh đó nó còn có những cái mạch máu nữa, nó làm cho oxy không đi qua được những cái chỗ này, bị viêm kéo dài, viêm sưng phồng lên, máu không đi lưu thông được, cũng không đào thải mấy cái phế phẩm ra ngoài được, dần dà dẫn đến bị viêm xong rồi bị thoái hóa vì nó không còn nuôi được cái mô sụn bên trong nữa. Đó là cơ chế của việc bị đau lưng xong rồi bị thoát vị, bị phồng đĩa đệm này nó. Và cái dây thần kinh này á, nó đi xuyên suốt từ đây, spinal cord của mình là từ não đi thẳng xuống cột sống và nó chia ra các chi của mình luôn, tay chân hông. Nên khi mà nhất là các cái dây thần kinh mà ngay chỗ đĩa đệm hay bị thoát vị á, là ở cột sống lumbar. Khúc lumbar là khúc này, khúc màu vàng nè. Khúc lumbar này khi mà bị chèn ép á, các bạn có thể thấy một số dây thần kinh nó sẽ dẫn xuống cả hông và đùi sau và chân. Nên khi bị thoát vị á, người ta có xu hướng bị tê tê bì, tê chân hoặc là không điều khiển được chân, hoặc là coi mấy cái phim bị té vô chạm cái cột sống, vô cái lưng dưới, vô một cái vật cứng gì đó là bị liệt nửa người.
Đó là khi mà hệ thần kinh không còn điều khiển được cái phần phía dưới nữa là bị tắc nghẽn. Ok. Rồi, tiếp theo. Vậy thì mình tập trước đi. Đi hết ba vị trí chức năng của ba phần này trước. Tiếp theo là đến Global Stabilization System. Thì nó có những cái cơ nào? Những cơ nào? Cơ này. Hồi nãy ở phía trên là có internal oblique, còn cái phần global nó là lớp bên ngoài của cái phần local ha, thì nó có phần external oblique. Rồi rectus abdominis, đây là cơ sáu múi của mình nè. Rồi cái đường cơ phía giữa của cơ bụng nè. Rồi bên cạnh đó thì nó có cơ gì? Nó có thêm cơ gập hông, cơ swap major, minor. Đó. Thì như cái hình này nó đã mô tả ra chức năng của cái phần global core, nó sẽ là truyền tải lực giữa thân trên và thân dưới để thực hiện chuyển động. Bên cạnh đó thì giữ cho cái sự ổn định của cột sống và xương chậu trong quá trình chuyển động. Thì như cái hồi nãy thì hầu hết cơ nó đính liền vào xương và nó đính cục bộ ở từng ở một vị trí cố định như là phần bụng nè. Nhưng ở cái hình này thì nó đã có liên kết giữa phần thân trên và thân dưới để thực hiện chức năng chuyển động giữa lưng và hông và gập hông. Đây. Thì tại sao ngồi nhiều làm đau lưng? Thì do cơ này bị căng, cơ swap major. Nó nằm trong tổ hợp cơ hip flexor. Khi bị căng quá mức nó tăng áp lực lên đốt sống lưng dưới và tăng thời gian kéo dài sẽ dẫn đến cũng bị đau lưng, cũng bị thoát vị. Rồi. Đây là một số ý ngắn gọn mình có thể note vào để mình dễ nhớ về local stabilization hay là global gì đó, để khi nói đến thì mình biết. Và bên cạnh đó nó còn có phần cơ của cái phần low body, cũng là thuộc global luôn. Hồi nãy là phần phía trên ha, đây là phần phía trên và phần khúc giữa, giữa phần bụng và phần hông. Còn này phần phía dưới, giữa phần hông nói với phần xương đùi. Thì có những cái nhóm cơ này tổ hợp adductor. Mình có thể gọi là adductor complex, tức là tổ hợp. Thì tại vì nó có rất là nhiều cơ trong đó. Là những cơ khép hán. Tên tiếng Việt là cơ khép hán, còn tên tiếng Anh nó là adductor. Adductor là cơ khép vô ha. Là nó sẽ chịu nhiệm vụ kéo cái xương chân vào giữa trục cơ thể. Ở đây. Và phía sau á, nó còn có hệ thống cơ mông, cũng là thuộc phần core. Cơ mông ở đây từ cơ mông nhỏ, cơ mông nhỏ đến cơ mông lớn. Và có cơ hình lê ở đây nữa, piriformis. Cơ này nó là cái mặt, cái lớp sâu nhất bên trong phần hông, nên nó chịu chức năng là giữ ổn định. Nhưng nếu như cơ mông mình yếu á, nó lại sử dụng cái piriformis này để nó vận động. Thì thay vì nó làm chức năng của nó là giữ ổn định, bây giờ nó phải chuyển động thì nó sẽ dẫn đến là đau lưng dưới luôn. Đau lưng dưới thì cách giải quyết là giãn cơ này nè. Sẽ có những bài giãn cái cơ này ra và những động tác giãn cái cơ piriformis cũng như là cơ medius glute hoặc là minimus glute này ra để cho giảm được cái cơn đau lưng. Có bạn nào ở đây bị đau lưng chưa? Đau lưng tập luyện hoặc là có giãn, từng giãn cái cơ này chưa? Cái cơ piriformis nè. Cái em ngồi mà bắt một chân lên chân còn lại, xong rồi co cái, ví dụ như em bắt chân trái lên cái đầu gối chân phải, xong rồi ép cái chân phải gần người em lại á, là cái cơ mông ở dưới nó sẽ bắt đầu căng ra, xong rồi em sẽ ngồi nó lên cái gì đó, thì có phải là cái cơ đó mà? Đúng rồi. Đó là cơ piriformis. Thì tư thế đúng rồi đó. Gác một chân lên cái đầu gối chân còn lại, xong rồi đặt cái mông của mình ở bên cái bên mà cái chân mà đang gác á, lên trái bóng, lên trái banh massage ball á, lăn theo chiều của sợi cơ ha, sợi cơ nằm ngang chứ mình không có lăn chiều dọc, tại vì cơ không nằm chiều dọc này. Thường mình không biết mình sẽ lăn chiều dọc, còn khi mình biết thì mình sẽ nhìn theo sợi cơ nè, mình lăn theo chiều của sợi cơ, tức là mình sẽ ngồi và mình nghiêng người qua một bên á, thì bắt đầu nó sẽ ấn sâu vào bên trong này. Những bạn bị đau lưng nhiều á, có thể cảm thấy được khi giãn cơ này nó tê lên phần lưng dưới luôn. Đó.
và một số động tác static stretch cho cơ này, thì cũng ngồi bắt chéo chân dậy xong rồi gập người xuống. Nhưng mà khi mà gập người xuống để tác động được cơ này thì yêu cầu phải thẳng lưng. Còn nếu mình cong lưng là nó đã bù trừ trong chuyển động rồi, thì cái phần hông này nó không chuyển, nó không di chuyển, thành ra mình sẽ không giãn được cơ này, nên lưu ý chỗ đó. Rồi tiếp theo là tới hệ thống chuyển động, movement system. Cái movement system này là nó, hồi nãy là hai cái kia là giữ ổn định, còn cái này thì bắt đầu thực hiện chuyển động và tác động lực ra bên ngoài môi trường, nên nó sẽ liên kết từ cột sống cũng như là từ phần hông đến những các chi của cơ thể. Ví dụ như phần thân trên thì mình có hệ thống cơ lưng latissimus dorsal muscle, thì nó điều khiển, nó kết nối từ phần lưng cột sống. Như các bạn thể thấy là điểm ABC là trong giải phẫu học nó gọi là điểm nguyên ủy. ABC là nguyên ủy, nó gắn vô đâu, nó gắn vào cột sống từ thoracic cho đến lumbar. Và điểm C nó sẽ gắn vào từng cái xương, gọi là xương sườn của mình, ribcage của mình. Đó, gắn liền với mấy cái ribcage của mình. Để nó làm gì? Nó thực hiện chuyển động ở trên xương cánh tay, gọi là điểm D. Điểm nguyên ủy đây và điểm bám tận ngoài này, điểm D. Thì thực hiện chuyển động khi giơ tay lên xuống. Đó. Tất cả các chuyển động sẽ kéo về trục cơ thể là chỗ thoracic và lumbar. Ở đây tiếng Anh nó sẽ dùng từ origin, tức là điểm nguyên ủy nè, và insertion là điểm bám tận. Cái đó là mấy từ chuyên ngành mấy bạn phải ghi vào. Tương tự với thân trên thì thân dưới nó cũng bám từ phần hông đi ra cái chi phía dưới là hai cái chân của mình. Thì đó là tổ hợp những cơ như là cơ đùi trước, đùi sau. Đùi sau thì mình cũng gọi là hamstring complex, bởi vì nó có nhiều cơ trong đó. Ví dụ như chuỗi hamstring này nó có cơ bản ít nhất là 3 cơ ở đây rồi. Đó, mình gọi chung là hamstring muscle, nhưng mà để chỉ từng cơ thì nó có tên riêng của từng cái ha. Và nó cũng có hip complex, vẫn thuộc cái chuyển động movement system luôn, hip complex luôn. Và mặt trước của cơ thể thì nó có quad tricep, thì trong quad tricep này thì có VMO nè. Thì đây là tên riêng của các nhóm cơ thôi. Mấy bạn có thể search để nhớ, để coi. Rồi. Thì chức năng, vị trí trước, vị trí của hệ thống movement system này là kết nối giữa cột sống, xương chậu với lại các phần. Các phần ở đây là các, gọi nó dùng cái từ gọi là extremity á, tức là tay và chân á, các chi của cơ thể. Thì mình gọi đây là các phần của cơ thể, từ trọng tâm ra ngoài. Được chưa? Và chức năng của hệ thống này là truyền tải lực từ core đến các bộ phận của cơ thể để thực hiện được chuyển động. Đó là chức năng của ba cái hệ thống này. Rồi các bạn hình dung được cái sự khác biệt của ba cái này không? Vậy theo Ly đó, thì tập bài plank á, nó đang dùng hệ thống nào, đang tập cho cái phần nào trong ba cái phần này? Theo em thì plank là phần local ấy. Local. Ok. Vậy tập bài crunch, sit up. Sit up hoặc là crunch thì chắc là phần global ạ. Ok. Đúng rồi đó. Bài plank thuộc phần local. Đó, mình sẽ hiểu tại vì cái local nó sẽ không có di chuyển mà nó sẽ ổn định. Thì những bài tập nào giữ nguyên cái phần core, không có di chuyển nó, là mình đang tập cho phần local. Kể cả như lúc Du tập squat hoặc deadlift mà Du gồng bracing core thì cũng đang tập cho phần local luôn. Tại vì lúc đó core nó đang giữ trạng thái ổn định chứ nó không di chuyển. Đó là một cách cũng tập local luôn. Nhưng nếu ví dụ người ta không biết bracing core thì người ta cứ thả lỏng người ta tập thì nó lại không có tác dụng gì hết. Rồi còn global tức là những chuyển động gặp giữa hông và cột sống, leg raise cũng là global. Gặp bụng, sit up hoặc là side bending gì cũng là global. Vậy movement system là gì? Là những chuyển động như chạy, như đá bóng, như là ném banh hoặc là như là đánh golf, tennis, các chuyển động toàn bộ cơ thể đó thì liên quan đến movement system. Tại vì nó truyền lực từ trong core đi ra tới
cả tới bàn tay, cánh tay của mình, thậm chí tất cả các chuyển động bình thường như boxing hoặc là khiêng vác một cái gì đó, nhấc đồ kia nọ, thì đều là movement system. Mà thật ra là ba cái hệ này nó hoạt động cùng lúc với nhau, vấn đề là cái nào nhiều hơn thôi, chứ không phải nó hoạt động chỉ local hay là chỉ global, mà nó luôn kết hợp ba cái với nhau, chứ mình không phân ra à bây giờ mình tập movement chắc không liên quan đến kia. Thật ra là có, nhưng mà ít hay nhiều thôi, tỷ lệ như thế nào thôi. Rồi, LPXC. LPXC này là cái gì, có ai từng thấy chưa? LPXC là Lumbar Pelvic Hip Complex. Đây là cụm từ viết tắt của nó như này. Đây đang ám chỉ đến cái chuỗi chuyển động của phần core, hoặc khi mà nói đến chuỗi này á, tức là mình hiểu từ phần hông trở lên, là bao gồm lumbar. Lumbar nãy là cái đốt sống lưng dưới L1 đến L5. Pelvic là phần hông. Và hip. Hip ở đây người ta định nghĩa chỗ hip là cái chỗ này nè. Chỗ hip là chỗ giữa xương đùi và cái khớp xương chậu nói với nhau là phần hip. Còn cái pelvic á là toàn bộ phần cái xương chậu nè. Thì giữa những cái này có những cái chuyển động khác nhau. Như có những chuyển động gập lưng xuống thì nó chỉ cong cái lumbar thôi. Còn ví dụ mình giữ chắc cái lumbar, mình thực hiện deadlift chẳng hạn, thì đây là đang chuyển động cố định ở phần trên và chỉ chuyển động ở phần hip thôi, thì người ta mới gọi là hip hinge. Đó, còn pelvic thì nó có chức năng xoay tới xoay lui, hoặc là nghiêng qua trái nghiêng qua phải này kia, để mình xác định được vị trí của nó và thực hiện chuyển động cho nó đúng, không bị bù trừ bởi những cái phần khác. Và trong trạng thái bình thường á, mình luôn phải giữ cái chuỗi này thẳng với nhau, thẳng hàng với nhau, hoặc gọi là sao ta, gọi là alignment á. Hôm trước mình có sửa lại là alignment mới đúng, tức là nó được giống hàng một cách hợp lý, chứ không phải là thẳng xuông xuống. Tại vì đôi khi thẳng xuông xuống lại không có phát được tối ưu cái lực của nó. Rồi, tiếp theo. Sao không điều khiển được rồi? Rồi, tại sao cần phải tập core stabilization phù hợp? Rồi, có câu trả lời nào khác? Dù tại sao cần phải tập core stabilization phù hợp? Dạ, để nó ổn định cái chuyển động của mình thì mình sẽ phát lực được tốt hơn. Ok, đúng rồi. Rồi giữ mình tránh khỏi những chấn thương ở phần cột sống. Ok, đó. Đây, đầu tiên hạn chế bù trừ chuyển động. Bù trừ chuyển động nãy mình có nói, ví dụ như di chuyển hông đúng thì nó sẽ không còn dùng ở lưng nữa. Thì nó khi mà không bù trừ chuyển động thì nó sẽ hạn chế được chấn thương, vì cơ thực hiện đúng chức năng vai trò nữa. Rồi, tiếp theo, sử dụng phát được lực hợp lý thì lúc đó sẽ tối ưu được hiệu quả của chuyển động. Ví dụ như chơi thể thao, hoặc là đơn giản như nâng vật nặng an toàn hơn, đơn giản vậy thôi. Rồi, ở đây là Human Efficiency. Human Movement Efficiency. Cái việc tập luyện core như nãy mình nói, tập cái sự ổn định của nó, để cuối cùng nó xoay quanh cái mô hình này. Đây là cái hình trong sách ha. Để mình tối ưu được cái khả năng điều khiển của hệ thần kinh. Như nãy mình có nói, khi mà hệ thần kinh nó bị chèn ép do cái phần core nó không còn chắc, ví dụ như thoát vị chẳng hạn, thì không còn điều khiển được phần chân. Thì khi mình tập luyện core hợp lý thì lúc này cái hệ thần kinh mình điều khiển được những bộ phận khác nó phù hợp hơn. Mà cụ thể nó là cái gì? Cụ thể là nó thực hiện được cái length tension relationship này đúng, tức là giữ được cái sợi cơ ở chiều dài tối ưu. Thứ hai là force couple relationship, phát lực hợp lý giữa những cơ phối hợp cùng lúc với nhau. Và hai cái này dẫn đến cái joint
tức là cái khớp của mình chuyển động cũng đúng, nó sẽ không bị sai, không phải bị buồn trừ. Đó. Thì từ đây nó tối ưu được cái việc là những cái cơ quan thụ cảm nó phát triển tốt hơn và dẫn đến hiệu quả tốt hơn của cái việc chuyển động. Và từ đó những cái mô nó, cái mô mềm, mô cơ, mô dây chằng, gân nó không bị hoạt động quá tải và nó sẽ được nghỉ ngơi, sử dụng hợp lý hơn. Rồi, tiếp theo. Rồi bây giờ mình đi đến có hai kỹ thuật khi mà tập luyện core. Đầu tiên là abdominal rowing. Rowing hoặc rowing, mình nhớ hai chữ này ha. Abdominal rowing. Rowing này tức là cái việc mình hay gọi là hóp bụng á. Hóp bụng cũng là một kỹ thuật tập core. Nó định nghĩa là khi chúng ta hóp bụng điều khiển cơ di chuyển cái phần rốn của mình đi sâu vào bên trong, tiến về cái phần cột sống của cơ thể, thì đó là trạng thái hóp bụng. Trạng thái hóp bụng thì khi mà đây là cái cách gồng core thực hiện kiểm soát core của môn yoga. Thường môn yoga sẽ dùng kỹ thuật này nhiều hơn và có thể dùng với những bài tập với body weight. Tại vì body weight nó không có quá nhiều áp lực đặt lên cơ thể thì mình có thể hop hoặc là phrasing gì nó cũng đều giúp cho phần core giữ chắc mà không bị lỏng lẻo. Tại vì mục đích cuối cùng là giữ cho phần cơ bụng chắc để giữ được cái stabilize ổn định. Một số bài tập body weight thì mình có thể áp dụng cái phần cái rowing này trong lúc tập. Rồi bên cạnh cái rowing này, à còn một phút nữa, mấy bạn còn có thắc mắc gì không trong cái suốt nãy giờ? Ok không? Ok ạ. Ok. Bài này cũng khá đơn giản, chỉ xoáy mạnh vào một số thứ có hệ thống xíu là dễ hiểu thôi. Dũng có thắc mắc gì không Dũng? À, bạn nào là Vinh Việt Nam có 101 vậy? Ok, mình sẽ off cái rồi online. Còn một phút nữa thôi.